Chào các bạn Rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome Video này mình sẽ chia sẻ với bạn một thông tin rất vui Tại phân khu Trà Là Thì có một cái quán cà phê đã đi vào uh, thiết kế và thi công Đâu đó là anh chủ quán cũng nguyên với mình là Sẽ dự kiến sẽ khai trương vào tháng 4 năm 2023 quý mão Nên là uh, chúng ta cũng sẽ rất vui rằng là Rơi vào như là Chẳng hạn như là 28 tháng 4 Chúng ta Với Một sức nóng Của Park hay Mở bán đúng không Và tháng 4 Bàn giao là tháng Tháng 9 Và đã có một cái quán phở minh Tại đây thế và bây giờ Phân khu Trà Là Sẽ có thêm các tiện ích Là Mình xuống đây Thì cũng có Rất là một số nhà uh, Răng lưới ra Để hoàn thiện Cái công tác Thi công nội thất Đấy thì chúng ta Cũng sẽ rất vui Là mỗi một khu đô thị Một sức sống đô thị Thật sự là có nhiều cái hạ tầng dịch vụ và nhiều người uh, dân về ở sinh sống và uh, tạo lên một khu đô thị uh, đáng sống và đáng đó là những điều mà chủ đầu tư cũng uh, cũng muốn đưa ra và đợt, thật ra các cái chính sách bán hàng thì chủ đầu tư cũng rất muốn là đưa đến một cái người uh, người tiêu dùng cuối và một xây một dựng một cái khu đô thị gọi là nơi hạnh phúc ngập tràn thế thì còn uh, đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái khẩu vị của cái đầu tư hoặc là mua để ở mua để đầu tư nó khác nhau thì cái quán Phở Minh ở đây thì mình cũng đã review rồi. Bạn ấy thiết kế cũng rất rất là hợp lý. Và đâu đó là gắn với Vin thì cũng đều là fan Vin. Bạn cũng là một cư dân tại Ngọc Trai tại Ocean Park 1 này. Đấy. À, mình cũng cũng vào đây ăn phở mấy lần rồi. Hôm nào vào đây các bác lại gặp các bác nữa thì mời cơm thì tốt. <laughs> thì trong trà là sẽ có uh, 13,9 hectare và 256 căn shop house nhé thì đây là 69 căn ở Đại lộ Ngọc Trai này và cây đã trà là 5 này và trà là 15. Đấy, ba công viên nội khu, công viên Adventure, công viên femini và công viên Lifestyle đây. Thì uh, rất vui là càng chúng ta cứ có càng nhiều tiện ích đúng không? Cư dân về. Với lại các cái video của mình mình cũng rất thích là gì? Là cứ mỗi một lần nó xuống cảm xúc khác nhau là cứ nhiều nhà răng lưới ra giống như Ocean Park 1 bây giờ các bác uh, liền kè với shop house. Uh, đơn lập song lập mà các bác cứ răng lưới nhiều ra đem lại các tiện ích dịch vụ như thế là ai sang ai thăm cũng thấy là điều tuyệt vời nhất ở đâu đó thì ông sơn bắc một cũng cần một thời quãng thời gian sai cũng vậy đúng không? Thì đây thì chúng ta cũng cứ mỗi một cái tiện sau này các bác mở nhiều thì chắc em cũng trả review được nữa. Nên nhưng mà ví dụ như đây Phở Minh cũng là một điều mọi người cư dân cứ nhắc đến đây, nó mang một cái thương hiệu. Và đây chúng ta sẽ chuẩn bị là có một cái quán cà phê ở đây. Cứ khu nào có mà các bác cứ có cái dịch vụ review, các bác cần dịch view, review để bà con cảm thấy là mình có thêm một cái tiện ích, thêm một cái đấy hoặc là cái những ví dụ như ở trên Ocean Park 1 này cũng thế thôi chúng mình cũng có những cái cộng đồng mà à, ngồi quen ở đâu và phân khúc thích ngồi ở cái cái quán mà ví dụ đơn lập thì sẽ vào quán đơn lập đúng không? Thích Highland thì vào Highland đúng không? Thích uh, cà phê lắc hoặc thích cà phê nơi thì mỗi một khẩu vị. Thế lại quen cái cô chủ quán nữa thì lại thích hơn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái công năng với cái cái ý tưởng của cái 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 quán cà phê này. Cơ bản thì nó cũng không có gì đặc sắc nhưng mà nó lại rất đặc sắc với một cái cư dân với một cái đại đô thị này và chúng ta cũng là những điểm hot mà chúng ta hy vọng rằng là càng cái nhiều dịch vụ tiện ích này về thì lại càng tốt đúng không? Ví dụ như mình nói đơn cử nhá. Ocean băng một này này những cái tòa cao tầng này, này, các bạn biết là có độ khoảng 4 đến 5 cái cái dịch vụ mà spa chó mèo đó, cho các bạn thú cưng ấy. ví dụ như S207 này, S208 này s 106 các bạn đi qua đấy bạn ấy thuê cái chân đế này cực kỳ cái chân đế ở chỗ này cực kỳ tốt luôn diện tích dẫn rộng đấy rồi là chỗ Ngọc Trai, đấy Thế thì nó cũng có một cái những cái thể hiện khác nhau nhưng đâu đó một cái khu khu đô thị mà hướng đến các cái mình cũng thấy các bạn các bạn nước ngoài các bạn cũng yêu con vật yêu thú cưng đúng không mà được chăm sóc đâu đó spa một tháng một lần thì được mấy trăm nghìn <laughs> các bạn cứ hay đặt cái tên là petland cái gì đấy mình lại tưởng là có liên quan đến bất động sản nhưng mà cái, cái cái phong cách chung cái nhận diện thương hiệu của bạn ấy cũng rất là 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 làm đến cái chuẩn chuẩn mà làm đến chuỗi thương hiệu đấy thế thì À, chúng ta sẽ chia sẻ là đấy mỗi một cái nơi nó sẽ có một cái dịch vụ tiện ích hoặc cắt tóc của đầu rồi là cà phê các bạn sẽ thấy sang ví dụ sườn băng một để cà phê các bạn sau sao lại bán nhiều thế đúng không nhưng mà câu chuyện của cái dòng cái đầu tư bất động sản thì nó sẽ là dòng tiền và lãi vốn đấy và chúng ta cũng sẽ thấy mình nhiều khi mình cũng trải nghiệm rất là nhiều các quán cà phê mỗi một cái chỗ anh em tiếp khách hoặc là mỗi một cái dư vị cái khung cảnh nó khác nhau đấy, ví dụ chỗ gần đây nó có một cái săn hô sàn hô mà view ra cái chỗ tập thể dục thể thao ấy, dạo này cứ có cái con G63 hay đỗ đấy thì mình lại ra đấy lại thấy đông. Chả biết các uống cà phê, các bạn uống cà phê nhìn tập thể dục. <laughs> Gần đấy nó cũng cái cầu tình yêu. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về cái thiết kế cái công năng của cái quán cà phê này. Thì uh, với um, cái căn shop house của Ocean Park uh, ở khuôn khu Trà Là Trà là 5. Uh, các bạn này cái dãy này ở Là Nà 15. Căn là 53 thì chúng ta sẽ thấy anh ấy chia sẻ đây. Thì cái chỗ này uh, diện tích là 70 m2. Thì tầng 1 sẽ xây 60, uh, tầng 2 69 này, tầng 3 61, tầng 4 58, tầng 5 37. Đấy, 5 tầng nhá. Thì uh, anh cũng hướng đến một cái cái gọi là là cả văn phòng nữa nên các bạn sang về đây có thể là làm các cái team work các cái thứ. Mình thì xuống đây nhiều khi khách hẹn để uống một quán cà phê ở dưới này. Đứa đang đục hẹn ván phở rồi thì còn bên <laughs> cơm giang đấy, còn đâu chưa có quán cà phê thì đây cũng là một cái tin rất là vui thế nhưng chỗ ta sẽ nhìn sẽ phân tích đây đây cái bạn này đây là cái mô hình bạn anh ấy gửi lên nhá đây thì cái cái thang bộ đây này thang bộ chúng ta sẽ giữ nguyên cái cái bạn phở minh ấy thì bạn lại thiết kế à, bạn phở minh thì lại căn góc Đấy, liền kề căn góc nên nó sẽ khác cái này nhưng chúng ta sẽ nhìn cái đây để chúng ta cũng sẽ làm một cái sự tham khảo các bạn mở các quán dịch vụ đằng sau đúng không nó tiện ích thì với cái quán này thì mình nghĩ là đi bộ nó cũng hợp lý thôi chứ là một số nhà thì chúng ta cũng sẽ làm thang máy cái thang máy thì công nghệ bây giờ thì cũng không cái không phải cái hố pit nữa đâm ra mọi người cũng có nhu cầu phải làm ở thang máy thì đây bạn ấy thiết kế đây nó làm cái kho này đúng không đấy à, bắt đầu cửa vào đây này Đấy, và đây cái dãy này dãy trà là 15 nhé Thì đây đằng sau dưới này chúng ta sẽ được một cái ghế ngồi Hàng ghế ngồi rất là nhiều đúng không Đây và đây có cái bàn này Làm sao chúng ta câu chuyện là chúng ta mình hay review trước Tức là mình chia sẻ làm gì Chủ đầu tư sẽ thiết kế sao để tối đa hóa cái công năng Cái diện tích của cái từng căn một Cái căn này số hao Tờ các thứ chúng ta sẽ làm được rất là thuận Đây đấy Thì đây tổng diện tích là 13,9 13, này Số căn trong cái phân khu trà là là liền kề là 1801 shop house 256 cái khái niệm shop house này các bạn sẽ thấy là được phép kinh doanh nhé chứ không phải là cái này gọi là sổ 50 năm đâu ở đây bây giờ 12.641 căn đều là sổ đỏ vĩnh viễn hết đúng không có hoàn thiện 137 căn 3 công viên nội khu đấy thì chúng ta nắm qua về cái thông tin về cái tổng thể và chúng ta nhìn thấy là thiết kế đây cũng rất là đẹp các bạn style thiết kế này mình nghĩ cũng rất là hợp lý đấy thì có các mô hình kết hợp cả văn phòng nữa các bác cứ xuống đây đấy và đây chúng ta sẽ nhìn lại đây đấy là cái tổng thể còn đây cái căn đấy đây đang răng lưới ra đây đấy và chúng ta sẽ nhìn thấy cái cái mà cái thang thang này này đấy thì cái mô hình của số bao năm à 70 m tại phân khu trà là thì thang bộ có thể ở bên này hoặc thang bộ bên này thế nhưng mà nó sẽ chung như này thì chúng ta nhìn được cái nét với, với thiết kế vừa nãy rồi đúng không đây là tầng 2, cái thang bộ tầng 2 để phát huy tối đa cái công năng này đúng chưa đây thang bộ dọc đây đấy, thì cái vừa nãy chúng ta nhìn thấy cái chỗ căn này là anh ấy làm cái kho đây đúng không đấy và đây cái bàn này cái ghế dài này ra này đây cái cửa tầng 2 đây thì bạn nhìn đây cái 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 này nó sẽ làm như thế nào đây cái đại lộ này là đại lộ ngọc trai này có 69 căn shophouse shop house này đây đây nữa đấy cái trà là 15 này và trà là 5 ok phở minh nằm chỗ này đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy tổng thể cái mặt bằng của chúng ta dễ hình dung ở đây có trước mình cũng review một căn là trà là 34 này rất là một trong 16 căn đơn lập góc ở đây thì cái chỗ này là phân khu À cái chỗ này là Đây là công viên Adventure này Đây là công viên Family này Đây là công viên Lifestyle Đấy mỗi một chủ đề khác nhau Đây mình có một bạn Một bác bác em đang mua cái này Đấy, Anh em cũng rất là Đã có review một lần rồi Hy vọng rằng là có rất nhiều Các dịch vụ tiện ích từ đây Để chúng ta phấn khởi Chúng ta về đây để ở Đi đâu cũng gặp người quen à, Đây cái cái chỗ này đã Đang răng lưới rồi Thi công rồi Đấy, được phép như thế này, được phép chủ đầu tư cho phép thi công rồi. Cứ mỗi lần xuống dự án mà cái cái nhà hàng xóm mà làm nhiều như này là chúng ta sẽ có cái niềm vui, phấn khởi và tin yêu. Thì đương nhiên nó sẽ từ từ dần dần. Đấy, thì mình chia sẻ về cái mặt bằng cho các bạn tổng thể như vậy. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nhìn thấy là để như thế này, với diện tích như thế thì chúng ta sẽ quán có bố trí hợp lý không? Đây, bạn nhìn này, cái nhìn 3D từ bên trên xuống đúng không? Đây, chúng ta sẽ có một cái này. Đây, chúng ta thiết kế này. Đấy, đấy, đi vào đây này. Đúng chưa? Đấy, và đây đi lên đây Để, cái này cái cửa đằng sau à, bạn ấy biết kế thiết kế cái này làm sao phát huy được đây cũng nhiều ghế này đúng không đây mấy 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 bàn này thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái cái phương án tối ưu là ngồi được bao nhiêu người à, nếu như lập quán cà phê thì các bạn sẽ biết là một ngày bao nhiêu ly chuỗi như nào rồi là cái công năng phục vụ tối đa được bao nhiêu đúng không đây cái đèn led này mình thấy cũng là rất là hợp lý này đúng chưa Đấy, đây cái bản chất đó từ đây thiết kế sang đây cái mình có thể làm thiết kế thêm cái chiếu nghỉ này và chúng ta nhìn từ trên cao này đấy, Rất là rộng đúng không Đây mặt đường của chúng ta vào này Đấy mặt đường vào Đúng chưa Đấy đi phía lên trên này Đấy Thế vào đây chúng ta nhìn này Từ đấy Có nhiều cái khóc cạnh để chúng ta nhìn Đấy vào đây Có những cái tường này à, Nó cũng là một cái led mà chúng ta À đây, treo menu này, mình thấy hợp lý, cái đằng sau này nếu mà nó có 2 mét này các bạn cũng có thể uh, cải tạo được có nhiều thứ, đúng không? Thế thì cái hình vẽ anh ấy cung cấp thì mình cũng uh, nhìn nhận từng, từng từng ấy mà chia sẻ với mọi người Còn uh, đâu đó thì mọi người tham khảo thì có thể inbox đấy thì mình cũng sẽ giới thiệu anh ấy, anh ấy lựa chọn các đơn vị thiết kế hay như nào Đấy thì đây, giá thành chúng ta cũng là một cái, cái kinh tế sẻ chia, tập thể, đoàn kết vững mạnh, đúng không? tinh hoa nhân hòa gắn kết <laughs> đây à, đây chúng ta nhìn từ phía trong ra đây reception đây đúng không đấy cũng rất là đẹp đúng không cái thang này này đấy, cái chỗ này à, cà phê thì chắc chắn nó không như cà phê cộng thì là họ lại thiết kế rất đơn giản hoặc như quán phở minh nhưng mà nếu như anh này làm quán này thì chúng ta cũng có thể tham khảo là xem là giá là bao nhiêu chi phí thiết kế như thế nào lựa chọn các đơn vị tư vấn ra sao đúng không xong đó để chúng ta chúng ta có đây cái chỗ này cái góc này này thì chúng ta sẽ có những cái mà về cái tổng mức đầu tư ví dụ như là các bạn bạn mình cũng đang tìm hiểu nhưng bạn mình lại thích ở cái dãy nó ngoài cơ đấy thế nhưng mà ở chỗ này thì thì hoặc là có một cái quán cái cái anh ở chỗ cũng dãy trà là 15 năm đơn lập góc cũng mình cũng đã review rồi các bác cần thuê thì các bác cứ in bụng mình thì cái câu chuyện là chúng ta không sợ vì cái buôn có bạn bán có phường chúng ta sẽ lấy một cái dãy chẳng hạn Tất cả nó gọi là như phố quân chẳng hạn Như ngân hàng Techcombank, ngân hàng BIDV Ngân hàng uh, Vietcombank đấy, đấy, Cả một dãy đấy, Nên là chúng ta sẽ thấy là càng nhiều dịch vụ tiện ích đấy. Đấy, Thì ai quý ai Và cà phê ngon hoặc các thứ đấy Thì là uh, chúng ta sẽ thấy là Phố đông, phố phường đông vui đúng không Kinh doanh mua bạn, bán bán qua phường đây uh, Thì cái đây là nhìn từ Từ trong ra, reception ra này Nhìn từ cửa đúng không, ra cửa này Cái này là nhìn ngang này Nhìn ngang nhìn ngang cũng rất là hết sức hợp lý đúng không anh này đầu tư đấy thế và cái tiếp tục đây nên đến tầng trên cái cửa sổ ở đây chúng ta nhìn này đấy thì bạn ấy thiết kế cái chỗ này thế mình thấy hết rất, sức rất là hợp lý đấy và bên trên tầng tiếp theo nữa đó, đó là có cái đội văn phòng ví dụ như vậy thì à, câu chuyện thì mình thấy rằng là à, chúng ta cũng chắc là nếu mà các bạn có những căn shop house tương tự các bạn cần cho thuê hoặc các bạn cần ở đấy thì có những cái căn mẫu đấy rồi và chúng ta sẽ tham khảo và chúng ta bàn bạc xem các cái chi phí thiết kế bao nhiêu thậm chí trong này cũng có nhiều cái nhà bây giờ họ đang uh, các bác là đầu tư mà thì các bác muốn cho thuê thì có cái phương thức cho thuê là 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 gì nhỉ là hoàn thiện mà cho thuê thuê thô thế thì cái cái thô thì chúng ta về chúng ta thiết kế theo cái style của chúng ta đúng chưa thế và cái cái hoàn thiện thì nó cũng lại một câu chuyện giá khác thế nhưng mà niềm vui mình thấy nhất là cứ có nhiều dịch vụ tiện ích và à, chúng ta cũng đang chờ đợi những cái chính sách bom tấn từ chủ đầu tư nếu như mà cái chính sách hút hút người dân về ở nhà đầu tư người dân về ở đấy tiêu dùng cuối cùng đó là là ai cũng mong muốn đấy và các bác cũng muốn như thế để mà x hai ba lần đấy thì câu chuyện là như vậy thế nhưng mà nó cũng cần một sự là chung tay à, chúng ta cũng cần mình đã có một cái bài toán là, là tái đầu tư của các cư dân tại Ocean Park 1 này này xem là riêng lượng cư dân mà về ở đã tái đầu tư lại đem là bao nhiêu tiền nữa thế mà chúng ta đi câu cá thì chúng ta cũng tìm cái nơi có có cá hay à, cái tổng mức đầu tư ví dụ như những căn à, ngoài đầu tư của chủ đầu tư là 1,6 tỷ đô cái đô thị này bên này là 1,4 Thế thì ở chỗ này cũng thế thì chúng ta sẽ là bao nhiêu căn hộ về mỗi một cái căn biệt thự về mình nói trung bình như độ 2-3 tỷ chẳng hạn Đấy một căn căn cao tầng là độ khoảng 2 200 chẳng hạn hay 300 chẳng hạn. Bình quân như thế thế xong chúng ta nhân với số lượng cư dân về ở với số số phòng thì cái tái đầu tư của Ocean Park 1 này này nó cũng là một con số ấn tượng để thấy rằng là sự tăng gia tăng về giá đấy nó cũng đúng hàm lượng là gì? Có tiền đi câu cá ở nơi có tiền mà cũng lại gặp những người đại gia họ để tiền ở đây nên là chúng ta an tâm đúng không? Cái dịch vụ thế thì ở đây cũng vậy qua video mình chia sẻ là các bạn có đấy cái mẫu nó đã rồi có thể là đến chờ đợi đến tháng tư khi, khi 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 khai trương và cũng có thể có hai cái dịch vụ là là cà phê đấy về phở minh chúng ta cũng thể đấy và chúng ta cũng hy vọng rằng là có rất nhiều tiện ích nữa chẳng hạn như các cái siêu thị này rồi là uh, ngân hàng chẳng hạn hoặc là uh, những cái dịch vụ tiện ích khác nhưng là là kể cả gym này tập gym này đúng không yoga này Sắc Hưng bảo là có cô có hỏi là em muốn em có lương 5 triệu em muốn mua ở cái khu này thì đấy Sắc Hưng có tư vấn là ăn mặc đẹp ra chỗ tập gym đúng không ra chỗ công viên này thế thì uh, câu chuyện cũng là update tình hình mình cũng thường xuyên có dự án thì các bạn uh, trong các phân khu mà có cái gì thì mình cũng cũng sẽ chia sẻ để mọi người thấy rằng là cũng là một niềm vui niềm vui mà cũng thấy là đô thị sống thật sự và biết đâu trong một thông tin mới nữa cũng có thể là có những cái khu dịch vụ sắp sửa ra và cũng đón nhận là đúng cái tư tưởng của chủ đầu tư là xây dựng một cái đại đô thị và và hướng đến một nền kinh tế du lịch tại đây thì những cái thông tin đấy thì mình sẽ update thêm. Cơ bản nhất là chúng ta cũng thấy là ngày trước là mình xuống đến đây này, mình đứng đoạn này này. bụi lắm, cách đây nhớ một cái video mình làm từ tháng 9 à mùng 9 tháng 9 à, mùng 9 âm lịch Tết năm ngoái. Xuống đến đây bụi lắm, đi vào cái đường 51 này. Đấy, đường 51m này này, này chưa còn chưa đi được sang cái đường 3,5 này này Thì đến bây giờ đã khác rồi Thế hy vọng rằng là mỗi một cái hình ảnh mỗi một cái uh, cái sức uh, sức lan tỏa sức sống và cái tái đầu tư mình hay nhìn về khía cạnh kinh tế ở tại đô thị này thì mình nghĩ rằng là cũng đáng để các bạn tìm kiếm cơ hội trong năm 2023 uh, những sản phẩm cũ những uh, những mua đầu tư những cái cũ và cũng có thể là những cái mới thì các bạn cũng thế. Nhưng mà cái dịch vụ tiện ích là cứ thế là vui rồi. Đấy cũng hay ngồi ngồi thỉnh thoảng hay ngồi nói chuyện với các bạn chủ của Phở Minh này. Và bạn ấy cũng thật ra là đầu tư rất là bài bản, nó làm chuỗi đấy. Đấy thì uh, hy vọng rằng cái quán cà phê này chúng ta cũng sẽ có những cái um, lần uh, gặp gỡ giao lưu và chắc chắn rồi, bạn này Tiên Phong thì mình nghĩ cũng sẽ đạt những giá trị tuyệt vời nhất thương hiệu. Đấy. Hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở quán cà phê này trong một ngày không xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. À, các bạn có cần các cái uh, sự... Uh, các cái căn có thể là cho thuê cũng có thể là tham khảo anh này thì các bạn có thể inbox cho mình. Số điện thoại của mình là 090 115 6886. Cứ kết bạn Zalo cho mình, nhắn tin cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.